rời chiến trường ác liệt, mang trong mình hơn chục vết thương. Năm nay, ở cái tuổi ngoài 70, sức khỏe của Thượng úy, cựu chiến binh Huỳnh Xuân Phong giảm nhiều. Nhưng với ý chí và nghị lực của người lính cụ Hồ, ông Phong, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 303, trung đoàn 1 U Minh, nay là trung đoàn 1 sư đoàn 330 quân khu 9, vẫn giữ vẹn nguyên lời thề, giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận. Sau ngày đất nước hòa bình, ông ấp ủ ước mơ làm gì để cải thiện kinh tế gia đình và giúp những đồng đội còn nghèo khó, nên ông bắt tay vào việc hỗ trợ sinh kế cho đồng đội còn khó khăn. Trong đó, điển hình là việc mở tủ chuối chiên đồng đội. Từ đây, người dân địa phương gọi ông với cái tên thân thương, ông Ba Bánh Chuối Chiên. Hôm nay, chúng tôi đến thăm gia đình ông Phong. Trước khi tiếp chuyện, ông mời chúng tôi vào gian thờ thắp nhang cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng đội của ông đã hy sinh trong chiến tranh một cách thành tâm và cảm xúc. Một thời xông pha trận mạc, giàu sinh ra tử, nhưng ông Phong may mắn hơn một số đồng đội khác vì ông có được mái ấm hạnh phúc, cuộc sống ấm no. Nên ông luôn nhớ về những đồng đội năm xưa cùng mình đánh giặc, người đã anh dũng ngã xuống vì hòa bình cho tổ quốc, người thì trở về đời thường sau chiến tranh còn khó nhọc với cuộc sống mưu sinh. Tôi nói cuộc sống trên đời này không có gì bằng cái tình thương đồng đội chứ. Thì cái đó là chân thành mà giúp đỡ với nhau, lẫn nhau vượt qua cái lúc khó khăn. Cách đây hơn 3 năm, gia đình ông Phong bén duyên với nghề làm chuối chiên do cô cháu gái ở thành phố Hồ Chí Minh truyền nghề. Sau nhiều lần chiên chuối thất bại, chưa giống mùi vị chân truyền, ông kiên nhẫn làm lại và thành quả đã mỉm cười với gia đình người thương binh thiện lành này. Thu nhập khá từ nghề chuối chiên, ông Phong báo cáo với ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 303, trung đoàn 1, sư 330 quân khu 9, liên hệ để giúp đỡ những đồng đội còn khó khăn. Ba Phong mới báo cáo với ban liên lạc. Bây giờ thì em đã làm được cái này thành công. Thì muốn là cái này đó là giúp cho anh em mình một số nơi khác làm. Tại bây giờ xin ý kiến, xin chủ trương của ban liên lạc. Thì tôi nói hoàn toàn ủng hộ. Quá nhất trí, quá hay. Cuối năm 2019, tủ chuối chiên đồng đội đầu tiên ra đời tại địa bàn thành phố Cần Thơ. Những mẻ chuối chiên đầu tiên ấy ngay lập tức tạo ấn tượng bởi hương vị béo ngậy, giòn thơm. Vì đây là món ăn giặt, dễ làm, chi phí thấp, nên mỗi ngày gia đình ông Phong thu cả tiền triệu. Cứ thế, từ 1 đến 6 xe bánh chuối chiên lần lượt ra đời. Tiếng lành đồn xa, câu chuyện tủ chuối chiên đồng đội nhanh chóng lan tỏa khắp các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ. Em làm khoảng 2 năm rồi thì một ngày thì cũng thu nhập cũng kiếm được vài trăm, rồi mình cũng cuộc sống cũng ổn định, cũng cảm ơn là chú Ba Phong. Hơn 2 năm nay, có trên 63 tủ chuối chiên được ông Ba Phong gửi trao cho đồng đội. Giờ đây ông còn hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, ít đất sản xuất, không có nghề để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Với những người không có vốn đầu tư ban đầu, ông sẵn sàng hỗ trợ, giao tủ bánh, chừng nào có lời thì trả cho ông, khó quá thì cho qua. Việc làm này đó là chẳng những ban là ủng hộ, nhưng mà đồng chí đại tướng Phạm Văn Trà, vậy hồi xưa đồng chí cũng là trung trưởng trung một mà, hay đồng chí nghe tin này thì đồng chí lại càng khuyến khích cho ông Ba Phong. Này, cậu cứ làm đi, tốt lắm, nha, làm cho nhiều người càng nhiều càng tốt. Khi đồng đội đã được giúp hết, ông sẽ chuyển sang những bà con có hoàn cảnh khó khăn. Đó là tình người mà lan tỏa, lấp lánh phẩm chất người lính bộ đội cụ Hồ năm xưa.